Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Hôm nay công ty cổ phần Martinet Việt Nam rất vui là được bàn giao thiết bị đó là chảo xào nhân phối trộn gia vị hạt điều cho công ty Đông Sơn có địa chỉ tại khu công nghiệp Tân Bình, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Thì chảo xào nhân là dòng sản phẩm chuyên dụng dùng để phối trộn gia vị, xào rán các loại là bánh bao, bánh trung thu, nhân bánh ngọt và chế biến thực phẩm. Thì cái dung tích 200 lít thì được cấu tạo là 3 lớp truyền nhiệt gián tiếp, cách lệch tâm. Kích thước lòng chảo là kích thước là 1 mét và chiều sâu lòng chảo là 450 mm. Đặc điểm cánh khuấy lực tâm, cánh khuấy có đầu nhựa tiếp lâm chuyên dụng của thực phẩm, cánh khuấy có khớp nối tháo rời để mà chúng ta tiện dụng vệ sinh cũng như là đảm bảo sự chắc chắn cho cái cánh khuấy của chúng ta. Thì chất liệu toàn bộ được làm bằng inox SOS 304, chảo có 3 lớp bao ôm cách nhiệt, độ dày chân khung là 1,5 mm, làm bằng vuông 40 x 40. Thì độ dày lòng chảo của chúng ta được 1,5 mm và hoàn toàn bằng inox SOS 304. Lớp giữa là dầu truyền nhiệt, lớp ngoài cùng là bông thủy tinh cách nhiệt an toàn, truyền nhiệt gián tiếp bằng dầu. Thì chảo của chúng ta đặc điểm đó là có thể là lật nghiêng để lấy nguyên liệu một cách dễ dàng bằng cái tay quay hợp số chịu lực, giúp giảm tải tay quay lật đổ nghiêng nhẹ nhàng. Và cái motor chúng ta, motor cánh khuấy là motor giảm tốc hợp số có công suất là 1 HP. Với hơn 20 năm cung ứng máy móc thiết bị chế tạo, sản xuất cũng như là chuyển giao công nghệ cho ngành chiết rót đồ uống, thực phẩm, ngành nông nghiệp sau thu hoạch, thì công ty cổ phần Martinet Việt Nam đã là đối tác cung ứng thiết bị máy móc đáng tin cậy cho hơn 20.000 khách hàng trong và ngoài nước từ Bắc chí Nam, với mọi công suất từ các cơ sở nhỏ vừa như các doanh nghiệp và quy mô công nghiệp. Nếu quý khách hàng và các bạn đang phân vân không biết lựa chọn thiết bị công suất như thế nào phù hợp, làm sao để tối ưu được chi phí đầu tư và lợi nhuận mang lại, cũng như là mặt bằng hạn chế, thì làm thế nào lắp đặt được thiết bị, thì quý vị và các bạn có thể gọi ngay vào số hotline trên màn hình là 0904 962 255 hoặc 08320 2222 88. Hai số hotline này hoạt động 24/7, hoặc quý vị và các bạn có thể truy cập vào website www.martinet.vn, Zalo fanpage công ty để được các tư vấn viên với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sẽ tư vấn và giải đáp thỏa mãn mọi nhu cầu của quý khách hàng và các bạn nhất. Thì cảm ơn quý khách hàng và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý khách hàng và các bạn có một ngày làm việc thật tốt và vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần lên sóng tiếp theo nhé.